Lấy hình nha Tám ơi. Hello, chào các bố mẹ nha. Hôm nay nhà mình mới bắt đầu có thời gian để lên đền Hùng đây, đi lễ hội đền Hùng đây các bạn ơi. Rất rất là đông. Buổi chiều nhưng mà bà con ở các nơi, các tỉnh đổ về rất là đông này. Đó. Xem mọi người ngắm ở dưới này đông chưa? Đó. Nghe nói là đến tầm khoảng độ chiều tối nay thì cái khu vực này là sẽ kèn đặc luôn. Đó. Hello, chào Bo nha. Wow. Đó, hôm nay đây là lễ hội đền Hùng rất là đông. Đây rồi, đây là đang đến đền chính. Mâm. Cười tươi đây nào, đang live stream đây. Úi dồi, cười méo ấy. Hello. Chi ơi. Ờ, đây là hai bé cửa sổ vàng nhá, cả nhà nhá. Đây. Ờ, đây cảnh sát cơ động. À, bây giờ đang di chuyển vào để lên đền đền chính. Tín ngưỡng này, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đông không? Đấy, đến chiều tối nay bây giờ lên thì rất là dễ nhá. Đến chiều nay đi xuống thì khả năng là sẽ rất đông, phải chen chân. Không, có hai lối đi lên, một lối này đi lên, có một lối đi xuống. Đó, đông không? Hôm nay là bà con ở các tỉnh bắt đầu về rất là đông. Đây, tay sách tay bị, lễ. Xin chào. Đây là mẹ cửa sổ vàng, đây cả người có nhận ra không? Đó. Hôm nay đi lễ rất là đông ạ. Ừ. Đây là bánh trưng bánh dày đây. Bánh trưng bánh dày. Vâng, mẹ buồn này ạ. Đem lên để thắp hương. Rất đơn giản thôi. Bánh chay nhé cả nhà nhé. Máy đông không? Wow. Đây cổng cổng này. Gạo lứt thì mang gạo lứt lên. Ờ, đây là cổng chính này. Đó. Đông quá. Đông như. Đông chưa nhầm lượt. Đúng là lễ hội. Thế này chưa ăn thua gì đâu nhá cả nhà mình nhá. Đến lúc xuống thấy nghe nói mọi người bảo là lúc xuống là sẽ chen chân nhau đấy. Rất là đông. Tối nay đông lắm. Đó. Mai cầm ly hậu anh phát để đây đây cầm ly này. Cầm ly là bánh. Xin chào các bạn. Đây là đường lên trên đền Hùng đây ạ. Lên trên nơi thờ. Đây là ạ. Dù ai đi ngược về xuôi. Gian hàng Superstar của thầy Nguyễn Vĩ Cương. Là mình mới lên chỗ này. Hôm nay chúng ta sẽ theo gót anh Thắng nhá, để chúng ta sẽ lên thăm đền Vua Hùng. Cả nhà mình có nhớ có câu gì không ạ? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đây ạ, các con cháu Vua Hùng đây. Hôm nay đã tụ họp về đây rất là đông để tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng. Ở nhà mình thấy đông không ạ? Con gái nuôi của anh Thắng. Không cần đẻ mà đã có đứa con
5 tuổi đây. Con gái của Thắng mẹ Liễu đây. Đoàn người rất là dài. Chào mọi người. Rô đừng xuống đi bộ đi con. Rô khỏe mạnh lắm. Mọi người cùng chia sẻ like để chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái khoảnh khắc này để cho mọi người biết là hôm nay trước ngày mùng 10 tháng 3 thì các con cháu vua Hùng đang tụ hội về đây rất là đông. Nhà mình hôm nay có ai đi không ạ? Có ai cũng đang đi lễ vua Hùng không ặ? Nếu mà nhà mình hôm nay có ai đi thì lát nhà mình sẽ gặp nhau ở gian hàng ở chỗ nhà thầy Cương nhá, gian hàng chỗ nhà thầy Cương đúng không? Ở dưới đây đúng không? Dạ. Không biết là ở dưới chỗ nào anh. Sinapsa. Trời mát. Trời mát lắm. Mini Trần ạ. Trời mát ạ. Cả nhà có nhớ là sau mỗi cái ngày lễ mùng 10 tháng 3 lễ giỗ tổ này thì trời đều mưa rất là to để rửa đền không? Chắc chắn là chiều mai sẽ mưa rất là to này. Năm nào cũng như vậy. Tắc đường rồi. Đây, đoàn người đang rất là đông. Em không biết anh lên, em xong việc. Đang trên đường về Hà Nam rồi. À, dạ về à. Nguyễn Duy Thành. Đây, anh chụp ảnh đang đứng ở trên cao. Cũng là vì nghệ thuật đúng không ạ? Vì nghệ thuật. Ôi, quay ngược trở lại này cả nhà mình ơi. Quay ngược trở lại này. Dòng người của chúng ta không có điểm dừng. Đây không cần quay lại nữa, mai quay lại. Đây. Nhà mình ơi, đây ạ. Ui, ở phía sau. Ở phía sau rất là đông ạ. Dòng người vô tận. Đông chưa? Dòng người vô tận luôn ạ. Mát lắm hả nhà ơi? Mát vã cả mồ hôi. Mát vã mồ hôi. Đấy. Nói đoạn xuống đây. Đồng nghi bây giờ là tiến thoái lưỡng nam này. Lên cũng đông mà xuống cũng đông này. Nên là chúng ta cứ đi theo dòng thôi ạ. Đây là một chảy chào cả nhà nhá. Đi thôi. Quyền Hoàng, chào Quyền Hoàng. 16 người vào đây. Tí này là tôi này, anh nói chuyện. Kín hết rồi. Cả nhà ơi. Hôm nay là lễ hội Đền Hùng là ngày mai là ngày 10 tháng 3 nhưng hôm nay đã rất là đông rồi. Hiện tại rất là đông. Đoàn Hà Nội là đang di chuyển lên trên đền, mới được khoảng độ 1/5 đường thôi. Đó. À, Nguyễn Duy Thành, anh hôm nay là anh có việc thế là nhân tiện là rẽ luôn vào Đền Hùng. Chứ không phải anh di chuyển từ Hà Nội lên. Di chuyển từ Lạng Sơn xuống cơ. Đó, đông không? Ôi, mát quá. Mát quá đây cả nhà nhìn này, đông không? Đó. Được chưa? Rất là đông. Trong nữa nhà mình nếu như có ai cũng đi Đền Hùng thì nhà mình sẽ gặp nhau ở cửa hàng Celesa của thầy nhá. Đông lắm. Ở bên trong này thôi, ra ngoài thì là nguy hiểm đấy. Đó, mọi người thấy chưa? Dòng người lượm lượp. Chưa chở đằng nào anh ơi. Chưa chở đằng nào ấy. À, chào cả nhà, vã mồ hôi rồi. Mới đi được khoảng 1/4 đường thôi. Hello, xin chào anh em nha. Đông không đó. Này.
À chi à? Nay mà nay mà là trước mà các bạn xin leo từ dưới lên trên đấy. Ủa đông quá. Mát quá. Đó. Đông mà nhà phải làm gì? Wow, hello. Chào cô bé. Chào mâm của sổ vàng. Đúng rồi, nguy hiểm đấy. Cả nhà đi gọi vào về trong nha. Wow, mát quá. Mới được khoảng là 1/4, 1/5 đường thôi. Cả nhà mình cố lên. Đó. Một dòng người rất là đông, đổ từ các nơi về. Ờ, Lê Hòa, chào em. Đó, chào cả nhà nhé. À, đây là mẹ của sổ vàng Bắc Linh. Mẹ của sổ vàng Bắc Linh là mẹ sổ vàng Hà Nội. Mẹ của sổ vàng Yên Bái. Ông bố của sổ vàng gương mẫu. Đó. Làm gì á chụp ảnh á? Ừ đâu nó sẽ làm đó. À đây. Chụp ảnh nào. Đâu rồi, mặt ma đâu rồi? Chụp chưa? Chị đứng im con. Đây. Được chưa? Em. Tranh thủ chụp ảnh. Rồi, được chưa? Đẹp thế. Trông mắt. Có nhìn thấy anh không? Có. Thôi rồi, tập trung đi anh. Ờ, dạ, xin phép cả nhà tắt like nhá, để chốc nữa khi nào mà xuống chỗ cửa hàng Cinesa của thầy thì mình sẽ làm like tiếp cho mọi người xem. Hello, chào anh chị em nhé. Mình xin phép mình phát. Chúc mình sẽ gặp nhau ở tại cửa hàng Selasa của thầy nhé. Rất nóng, bây giờ lại tập trung đi đường. Xin chào.